Chào các bạn, hôm nay chúng tôi review bình ấm đun nước siêu tốc của hãng Derma, thương hiệu làm của em với Xiaomi. Bình này có ưu điểm là có thể gấp gọn mang đi tiện đi du lịch được. Đấy, tay cầm này cũng có thể tháo rời được và nó có một cái hộp bao bì hộp vải để đựng sản phẩm khi cho vào hành lý. Đấy, cách lắp đặt rất đơn giản. Đấy, kéo ra. Đấy. Đấy, nâng lên thử gọi thành một cái bình nước dáng như bình thường. Đấy, thử bắt đây. Đấy, đổ nước vào. Đấy. Đấy, trên ấm nước thì nó có màn hình hiển thị cảm ứng nha, mà này là màn cảm ứng. Đấy. Bên này nút chọn chế độ máy, cái bình này có 3 chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ đun sôi nước, chế độ thứ hai là chế độ diệt trùng, chế độ thứ ba là chế độ giữ ấm. Bây giờ mình sẽ đun sôi. Sau khi chọn chế độ thì trong vòng 6 giây không động gì vào thì nó sẽ tự khởi hành chế độ đun. Nhiệt độ hiển thị đây là nhiệt độ của nước vừa mới đổ vào. Nước này mình để nước ấm rồi cho nó sôi cho nhanh. Và khi mà sau 6 giây thì cái bình này tự đun và cái nhiệt độ này nó cũng sẽ nhảy theo. Đấy, 44 đấy. 45. 46, 47. Mọi chi tiết về sản phẩm mình cắt sản phẩm của Xiaomi các bạn vui lòng truy cập trang web smartphone.vn. Cảm ơn và hẹn gặp lại.